rất là nhiều người mang cái nghiệp phá thai. Đại lão Hòa Thượng Thích Không ngày giảng thuyết thì nói rằng là cái xã hội này rất là nhiều kiếp nạn là do từ sát sanh rất là tàn nhẫn. Cách sát sanh bây giờ nó phong phú, càng ngày nó càng phát triển. Ví dụ như những đức đọc một câu chuyện, một vị này kỹ sư thiết kế một chiếc máy giết heo. Khi mà bật chiếc máy lên, bỏ con heo vô một cái là đầu mình thịt xương nó phân tách rõ ràng ra. Khi mà thí nghiệm chiếc máy đó, vừa bật lên một phát thì để thí nghiệm con heo, mà chưa bỏ con heo vô thì nó có một cái sức mạnh gì đó tự nhiên kéo cái ông kỹ sư này dính vào chiếc máy. Trong vòng mấy phút thôi thì chiếc máy này nó hoàn thành cái trách nhiệm của nó, là cái đầu kỹ sư ra một chỗ, xương kỹ sư ra một chỗ, thịt ông cái ông kỹ sư ra một chỗ. Khi Như Đức đọc câu chuyện này, Như Đức nói đúng là quả báo hiện đời. Còn quý vị coi bây giờ mà có những chiếc máy mà nó giết gà, bỏ con gà vô một phát là xong. Có nghĩa là càng ngày nó càng phát triển và nó phát minh ra những cái công cụ mà sát sanh ghê gớm thiệt, nhanh lẹ gọn. Còn quý vị coi có nhiều người ngoài chợ mà người ta đập đầu cá, gọi là măng cá đồ. Những cái nghề này trước mắt là có tiền nhưng không bao giờ tồn tại được. Quý vị coi gia đình nào mà làm heo, dù là giàu, giàu nhất thờ, không bao giờ tồn tại. Những đức đã gặp bao nhiêu gia đình cắt cổ gà, giết heo, rồi làm những cái nghề sát sanh. Nó giàu nhất thờ mà sau này nó tan nát gia đình hết, mà gia đình nó lụng bại, bệnh hoạn, chết chóc kỳ cục, trong gia đạo lộn xộn hết. Tại vì cái nghiệp sát sanh mà. Ngày Chu An Sĩ nói một câu là: muốn cho thế giới hòa bình, từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Nhiều người biết ăn chay là nhiều người không sát sanh. Đau binh kiếp xảy ra là từ nơi cái nghiệp sát mà ra. Cũng như chúng ta muốn sống, con vật nó cũng muốn sống. Ai mà chuẩn bị giết mình sợ vô cùng. Con gà, con vịt, con cá, con heo, bất cứ một con vật nào mình sắp sửa giết nó là nó sợ lắm. Nó chạy nhưng mà nó không đủ sức mạnh bằng mình. Mình dùng cái sức mạnh mình để đè nó, để mình giết nó. Như con gà mình nuôi đi, mình bắt nó, mình giẫm hai chân nó, mình lấy con dao mình chuẩn bị cắt cổ nó, la quát 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 nó vậy. Nhưng nó không đủ sức bằng mình để mình cắt cổ, mình giết nó, mình ăn thịt. Điều là không có cái việc mà nó chấp nhận đem nó đến để giao cho mình, để cho mình ăn thịt. Không có cái chuyện này. Cũng như chúng ta cũng không chấp nhận cái việc ai bắt mình đưa cho con cọp ăn thịt. Nên người ta nói rằng vật dưỡng nhân, như vậy chúng ta nói người dưỡng cọp được không? Vật dưỡng nhân đem chúng ta cho cọp ăn để dưỡng con cọp, chúng ta chịu không? Không. Vì chúng ta ham ăn mà chúng ta dùng những cái lời nói mà tạo nghiệp đọa lạc không có ngày ra. Cái câu mà ai nói mà vật dưỡng nhân, cái câu này nếu cái người nào phát minh ra nói nghe, là người này đọa không có ngày ra. Tại vì sao? Cái câu này nó lưu truyền hoài cho những con người mà họ thích ăn thịt. Họ cứ đem câu đó ra để mà họ nêu lên. Từ nơi đó mà cái nghiệp sát sanh là đáng sợ lắm quý vị. Đó là những súc sanh đó. Còn bây giờ quý vị coi cái việc mà phá thai thôi tràn lan đại hải. Sinh viên đi học đã phá thai quá trời. Rồi thêm cái bây giờ nó tiếp tục nó học sống thử. Nó phát minh ra cái việc mà khi đi học là nó sống thử với nhau. Nam nữ nó thuê nhà trọ ở chung sống thử. Quý vị coi chừng có những đứa con đó đó nghe. Cái chừng con nó bị đi học mà như vậy đó, sống thử đó. Quý vị biết rằng á, lúc những đứa còn cho thành phố, bây giờ những đứa đi tu 11 năm nào, những đứa ra những cái công ty xí nghiệp mà ở ngoài Bình Chánh như đứa chơi á, là bạn bè ở ngoài đó đó, quý vị biết rằng làm những cái công ty xí nghiệp đó, là khắp tỉnh thành nó về đó, nó đi làm là nó thuê nhà trọ nó ở, rồi nó tự nhiên kết hôn luôn. Có nghĩa là khi kết hôn là mời bạn bè, tại vì làm cho công ty xí nghiệp đông nên nó mời bạn bè thì tổ chức kết hôn, rồi tới cặp khác mời bạn bè tổ chức kết hôn,
Rồi khi nó muốn cần ly hôn thì ly hôn. Vì sao? Vì nó quyết định kết hôn thì nó có quyền ly hôn. Nó đâu có bao giờ nó suy nghĩ rằng là cái việc mà tạo ra con rồi đứa con sẽ xa cha hoặc xa mẹ. Nó đâu có suy nghĩ chỗ này quý vị. Đó. Có thai thì đi phá. Họ không hiểu được rằng cái việc mà mình tùy tiện sống với người đàn ông rồi quý vị dùng thuốc phá thai. Trời ơi. Bởi vì cái người đàn bà tự làm mình khổ. Cho quý vị biết, người đàn ông có vợ thì không hiểu được cái việc mà mình sống với vợ mình mà vợ mình mỗi ngày uống thuốc ngừa thai là cái tác hại lớn vô cùng vì sao. Cho quý vị nhớ nghe, cái việc mà gần gũi mà dùng thuốc ngừa thai là một cái tác hại rất lớn đối với người đàn bà. Rất là lớn. Về sau quý vị sẽ thấy kinh khủng lắm, vì cái thuốc đó đó nó có một cái chất phá hoại bên trong rất là lớn quý vị. Phá hoại rất là lớn. Cho quý vị biết. Nên khi mà gần đàn ông một cái là dùng thuốc ngừa thai, gần đàn ông là dùng thuốc ngừa thai, họ nói đâu có thai đâu sợ. Nhưng mà cái tác hại rồi quý vị sẽ bị, quý vị sẽ chịu, sẽ gánh mang. Cơ thể sẽ bệnh đau và người yếu đuối vô cùng khi dùng thuốc ngừa thai nhiều. Người đàn bà mà phá thai, quý vị biết rằng bác sĩ Bành Tăng này nói một câu nghe, 3 lần đẻ còn nhẹ hơn 1 lần phá thai. Vậy mà có những người đàn bà phá thai 4-5 lần, 5-6 lần, tự quý vị làm khổ quý vị rồi. Rồi chưa đến, rồi quý vị chưa thấy, rồi nó sẽ đến cho quý vị coi. Cơ thể sẽ bệnh đau, yếu đuối, mệt mỏi vô cùng, thường mệt mỏi, bệnh đau suốt. Cơ thể như là rim mình, như là muốn gãy người, trong người mình nó bể người hết trơn vậy đó. Cái nghiệp phá thai nó như vậy đó quý vị. Nhưng Đức gặp bao nhiêu người mà. Nên bây giờ mà mình có con gái quý vị mà không dạy nó nghe, trời ơi, nó thôi. Bây giờ đi học thôi là nó đã thoải mái rồi. Nó đi học thôi, bước ra khỏi trường học là cặp rồi. Nếu như bây giờ mà con quý vị mà không nghe được giáo dục, bây giờ nó sống trong cái xã hội nó là mở cửa yêu thương mà, thoải mái, tùy tiện, rồi về sau nó khổ, đừng có nói nữa. Khổ dữ lắm. Bởi vì tại sao mà cái xã hội này nhiều kiếp nạn xảy ra quý vị? Bao nhiêu kiếp nạn xảy ra là từ ngay cái chỗ sát sanh phá thai này mà ra. Mà con người xảy ra như vậy là từ đâu? Là từ không tiếp nhận giáo dục mà ra. Nếu như chúng ta tiếp nhận giáo dục thì làm gì có cái chuyện này xảy ra quý vị? Tiếp nhận giáo dục thì làm gì có cái chuyện này xảy ra? Nếu như từ khi còn trẻ chúng ta đã nghe giáo dục rồi thì chúng ta nghiêm túc. Đã là nghiêm túc thì chắc chắn rằng thế nào mình cũng có hạnh phúc mà. Còn mình mà không nghiêm túc thì sau này làm sao mình có được hạnh phúc? Thí dụ như giờ mình còn trẻ, mình tùy tiện, mình qua tay bao nhiêu người đàn ông, sau này mình có chồng mình còn cái giá trị gì nữa chàng? Nó có cái giá trị gì đâu. Rồi làm sao dạy con? Đó. Nên những đức nói rằng là phá thai là tạo nghiệp, mà niệm Phật là giải nghiệp. Không phải lấy niệm Phật này để cho quý vị đi phá thai, không phải. Mà là do gì quý vị không hiểu đâu, phá thai nhiều quá. Bây giờ có cái pháp để mà sám hối giải nghiệp. Đó là từ bây giờ niệm Phật, phải ngăn chặn lại cái việc phá thai. Phải thành tâm niệm Phật, dù mình có gặp sự cố cuộc đời khổ đau cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng phải cố gắng niệm Phật, sửa đổi lỗi lầm, làm điều thiện, phát tâm thiện. Đó gọi là một cái tâm sám hối, gọi là niệm Phật giải nghiệp. Chứ không phải nói là niệm Phật giải nghiệp bởi vì tùy tiện đi phá thai, không phải đâu. Từ khi biết Phật Pháp, biết có môn Tịnh Độ là ngưng cái chuyện phá thai, sửa đổi lỗi lầm, thì đây gọi là niệm Phật giải nghiệp. Chứ không phải là bây giờ biết niệm Phật rồi cứ đi phá thai lai rai rồi niệm Phật giải nghiệp. Không phải nghe. Nói cho nó rõ. Nên từ nơi đó mà đây những đức thấy phụ nữ rất là nhiều. Trẻ cũng có, chung chung tuổi cũng có, già cũng có, sồn sồn ba sực cũng có. Nên đàn ông thì có mấy ngoe, 2 hàng. Nên từ nơi đó mà mình nghe cũng có lợi ích quý vị. Bây giờ mình chỉ sống với vợ mình thôi, còn vợ mình mỗi ngày nó uống thuốc ngừa thai, rồi sao mà nó bệnh mình chịu chứ ai chịu? Nó bệnh thì mình cũng phải chịu. Những đức thấy rằng người đàn ông ngừa vẫn là hay hơn người đàn bà ngừa. Nó không có tác hại cho người phụ nữ. Nó không tác hại cho người phụ nữ quý vị.
Còn mình chỉ biết sống với người ta, mình để cho người ta ngừa thai, người ta dùng mọi cách người ta ngừa thai, rồi cuối cùng người ta bị bệnh, vợ mình bệnh mình cũng phải chịu thôi à. Vợ mình bệnh cũng phải chịu thôi. Có nhiều người phụ nữ họ sống rồi xong họ tự đi phá thai luôn. Họ gần người đàn ông xong họ tự đi phá thai luôn. Hoặc là lâu ngày họ cứ kinh nghiệm rồi vừa mang thai họ dùng thuốc uống một cái phá thai luôn. Họ nói rằng đây là một giọt máu thôi, uống thuốc một cái đâu có cái chuyện mà giết người. Vừa biết mình mang thai uống thuốc là đã giết người rồi. Nếu như cái linh thức nó không nhập vô, sao quý vị biết quý vị đang mang thai? Nó không có một cái linh hồn nhập vào, làm sao quý vị biết quý vị mang thai? Nó đâu phải giọt máu không. Giọt máu không thì làm gì nó có chuyện quý vị biết nó mang thai. Nó phải có một cái linh hồn nằm trong cái giọt máu đó, thì quý vị mới biết rằng là bản thân quý vị nó đã có một cái gì lạ ở trong cơ thể mình, thì quý vị mới dùng thuốc phá thai. Đạo phá là giết người đó. Nên có những người nào mà phá thai mà nhiều lần, quý vị để ý đi, nó ngộ lắm, nó gần đàn ông là nó phá thai, nó gần đàn ông là nó có thai, nó gần đàn ông là nó có thai. Có khi quý vị phá thai chỉ có một đứa thôi, chỉ có một đứa nó làm cho quý vị phá thai, cho quý vị chết, cho quý vị đọa lạc không có ngày ra đó. Một đứa đó nó làm cho quý vị lên bờ xuống ruộng đó, giết rồi tự nhiên sợ gần đàn ông nhưng mà không gần không được. Một là ông này ông đòi, hai là bà này bà cũng không chịu thua, thì phải chịu thôi. Đó. Đây là cái việc mà mình đi về đây mình chia sẻ điều này để cho nhiều người phụ nữ đã từng mang nghiệp phá thai. Rồi quý vị nếu có con gái, quý vị nên dạy con gái quý vị đi. Đi học thì lo học hành cho đàng hoàng. Những đức từng nói câu bây giờ con cái mà đi học nhiều có chừng mắt đứa con. Ngộ là bây giờ càng học nhiều thì càng hư, nói không nghe. Thì biết gì sao, nó nói rằng nó bây giờ nó hơn quý vị rồi, nó học nhiều hơn quý vị rồi, nó biết tiếng Anh hơn quý vị, nó có bằng cấp hơn quý vị. Quý vị hỏi nó tiền ở đâu mà mày có cái này, mày học nhiều như vậy, ở đâu mà mày có cơ hội được mày học như vậy mà mày muốn hơn tao. Dù là tao ít học hơn mày nhưng mà tao có kinh nghiệm hơn mày. Tao có kinh nghiệm hơn mày là tao đã từng dẫm bùn dẫm sình, tao lộn mèo với sình với bùn rồi mày ơi, nên tao có kinh nghiệm hơn mày. Mày nên chấp nhận nghe cái việc kinh nghiệm mà tao chia sẻ cho mày nghe đi con. Thấy không? Chứ nó bây giờ là nó hay hơn quý vị đó. Có nghĩa là con bây giờ mà nó đến học một chút là nó nói nó hay hơn quý vị đó. Quý vị nói tới nó, có những đứa con nó trả lời gì nè, thôi thôi được rồi mẹ, ba đừng có nói nữa, con biết rồi, đừng có nói nữa. Con bây giờ bao nhiêu tuổi mà còn nói con? Nó học theo cái phương Tây ấy quý vị. Và tự tình không, ngày giảng thuyết ngày nói một câu gì nè, có đứa con này 20 tuổi bỏ nhà đi đến trình cho công an, là ở nước ngoài nghe, và tự không giảng nước ngoài chứ không phải nước Việt Nam mình. Thì công an hỏi bao nhiêu tuổi, là 20 tuổi. Nói còn 20 tuổi mà đi kiếm nó làm gì, 20 tuổi mà đi kiếm gì, không phải 20 tuổi mà hòa thượng nó 18 tuổi à, 18 tuổi mà đi kiếm cái gì, 18 tuổi là nó có quyền rồi, nó đi đâu thì nó đi kệ, nó đừng có kiếm nó. Mỗi năm mà nó gỡ về một tấm thiệp sinh nhật là được rồi, khỏi kiếm nữa. Trời ơi, một xã hội như vậy mà quý vị đi đem con mình ra ngoài nước ngoài cho đi học. Những đức nói đi du học nước nào cũng không bằng ở nhà quý vị dạy con quý vị chứ. Bây giờ nhiều người chúng ta là do mong làm giàu kiếm tiền rồi cứ lao theo đồng tiền thôi mà không chịu dạy con. Sanh mà không dạy mà đi bắt người ta dạy. Quý vị coi ở đây nuôi bao nhiêu trăm người già, nhìn được cái việc đúng là cái xã hội này càng ngày người già về sau sẽ khổ, rồi quý vị sẽ thấy nè. Con cái nó không nuôi quý vị nè. Tại vì sao? Vì chính mình cũng bỏ bê cha mẹ mình mà. Ở nhà còn thân cận cha mẹ một chút, có chồng có vợ rồi lo sự nghiệp cuộc đời, mình đã quên đi cha mẹ mình, mình đã quên cha mẹ mình rồi thì con mình cũng quên mình thôi. Giọt nước trước nhiễu sao, giọt nước sau nhiễu vậy thôi quý vị. Mình đừng có trách con, coi chừng mình không quên nhìn mình đó. Quên nhìn mình đó, chứ vị biết đó. Bao nhiêu trăm bà già rồi. Năm nay các cụ mắc cũng, tới thời điểm này chùa mình các cụ mắc cũng khoảng 15 cụ rồi đó. 15 cụ già. Những đức ginh hai bên được 20 cái quan tài, bên kia gần 5 người. Bây giờ là ginh ít á. Ngày xưa trên Đà Lạt từng ginh khoảng 7 cái. Cuộc đời này làm gì nó không thấm thiết hả quý vị. Mình ginh quan tài cho người ta, một ngày nào ai ginh quan tài cho mình.
Cuộc đời đến thế gian này có sanh thì có tử quý vị à. Nếu như chúng ta không gặp được Phật Pháp thì cuộc đời này vô nghĩa quá. Không biết chúng ta đi chạy tìm cái gì rồi cuối cùng chúng ta được cái gì quý vị. Nhà Đức nói chuyện ai đau chân thì cứ thẳng chân ra, so chân không sao. Cuối cùng chúng ta đi tìm cái gì đây quý vị? Giàu. Rồi cuối cùng chúng ta được cái gì? Sợ nghèo. Rồi khổ. Nói chuyện đơn giản thôi. Vậy mà người ta nghe được mà. Có ai ngủ không? Ai ngủ mở mắt ra. Tội nghiệp. Có những cô kiểu mà cái giờ này cũng giờ hiu hiu mà nói chuyện mà nói mà gọi là không thu hút rồi là cũng khó nghe lắm. Gặp mình lên mà hỏi Phật tử ngủ sạch nhách chứ. Có lần ngày chủ nhật mắc cười dễ sợ luôn. Cái bà đó bà ngồi tuốt ngoài này, bà buồn ngủ quá không biết làm sao nghe. Mình nói chuyện mấy bà kia cũng cười lắm mà bà cười chút mà bà vẫn buồn ngủ. Quá buồn ngủ. Bà lết. 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 Lết tới cây cột. Cái bà nhìn. Bà lết. Bà lết tiếp tục, lết cái tường, tới cái tường luôn. Bà dựa vô cái tường, cái bà nhìn. Cái bà dịnh vô cái cửa cái bên cái phòng đó đó. Phòng đó đó, bà dịnh. Bà coi cái cửa coi cái nó mở được không. Cái bà dịnh cái cửa nhận đức nghe giảng pháp, mắt nó sáng, thấy bà mở cái cửa. Mở cái bà xô cái cánh cửa qua bên. Bà nhìn, chui vô, đóng lại. Trời ơi, bây giờ đó bà ngủ dắt tại mình nói chuyện 1 tiếng rưỡi. Xong cái bà canh sao hay thiệt nghe. Tới 1 tiếng 20 phút nhận đức thấy cửa mở ra. Trời ơi, cửa mở ra tự nhiên bà chui ra. Mình á, vừa nói chuyện xong mình nói nguyện đem công đức này. Bà chắp tay lên, nguyện đem công đức này. Trời ơi, nói bà thì công nhận đặc biệt thiệt chứ. Trời ơi, xong hết trơn rồi tới nguyện đem công đức này. Bà chắp tay nguyện đem công đức này liền tùy hỷ. Nhân đức chú đi ra gặp bà, nhân đức hỏi, ủa nãy sao cô chui vô đó cô nằm tiếng mấy mà tới hồi hướng cô chui ra ghê. Cô nói là con vô đó con báo thức. Báo thức đúng giờ chui ra. Hỏi công nhận nha, tới giờ hồi hướng bà chắp tay lên nói tùy hỷ thầy ơi. Tùy hỷ vậy được không quý vị? Hồng. Cái gì nó cũng có công có quả chứ làm gì mà cái tùy hỷ vậy được. Tùy hỷ là thí dụ như mình bận bịu một cái việc gì đó mình không đi đến chùa được, nghe ai làm điều thiện gì tùy hỷ là đúng đúng không? Còn cái này người ta đang nghe pháp, người ta đang niệm Phật, mình chui vô phòng mình ngủ mà tùy hỷ. Tùy hỷ cái này chắc không ai chứng minh được quá. Đúng không quý vị? Quý vị suy nghĩ coi nó đúng tình đúng lý không? Thí dụ như bây giờ mình không có tiền bố thí cúng dường, mình không có tiền mình giúp cho người miền Trung. Bây giờ mình gặp người ta đi làm từ thiện, người ta đi cứu trợ miền Trung, mình nói tùy hỷ, vui vẻ khi người ta đi làm từ thiện, vậy là tùy hỷ. Tùy hỷ vậy là đúng rồi. Còn bây giờ mình có tiền trong nhà, mình dư giả, mình để dành quá trời luôn, vậy mà mình gặp người ta đi làm, mình biết Phật Pháp, mình nói thôi tùy hỷ đi. Trời ơi, có tiền mà tùy hỷ. Thấy không? Nó nên phải nhớ nè, tu học làm sao mà nó phải mở cái tâm lượng này ra. Con người á, nghiệp mà tiêu là cái tâm lượng này phải mở ra. Tu làm sao mà tâm lượng phải mở rộng ra, mở rộng tâm ra, lòng thanh thản, an vui tự tại, đời thông dong. Không? Tu mà mỗi ngày gương mặt tươi vui mà thường cười là cái tâm nó phải rộng nó mới cười. Vì coi cái tâm nào mà hẹp là buồn liền à, phiền não á. Tâm hẹp là đi đâu cũng không vừa lòng, đi đâu cũng không vừa ý chứ nha. Hộp cơm khô quá. Sườn cứ ngắt. Cái nấu của đời nào không biết. Thấy không? Đó là tâm lượng hẹp hòi, không có chấp nhận. Xong đi vô nhà vệ sinh người ta cũng chà rửa quá, mà vì quá đông người vô đó hơi khai một chút. Nhà vệ sinh khai ngé. Không vừa bụng thấy chưa. Ngồi kế cái bà này, bữa nay cái gặp cái bà này hồi tối chưa tắm. Trời, cái bà hôi rình. Nó thấy chưa. Cái gì cũng không vừa bụng hết trơn. Đi đâu cũng đụng độ sanh phiền não hết trơn á. Nó nên á, đôi dép của chùa tự nhiên mang ra, tự nhiên bước chạy nhanh lại mang đôi dép xọt ngang. Cái bà kia nói là làm gì nhanh dữ à, nhanh là có đôi dép mang chứ. Thấy chưa, đụng chuyện nữa, thấy không? Nó đủ chuyện của thế gian này hết trơn á. Mà nói ra vậy có khi quý vị đụng phải bị chỉnh liền nha. Ôi ôi thầy không nói nghe bon luôn trời. Thôi tôi chết.
Xuống nhà ăn, ngồi dưới gạch ăn cơm cũng vui, ngồi trên ghế ăn cơm cũng vui, ngồi ở đâu thấy ăn cơm cũng vui. Cái tâm tư nó vui thì ăn cơm sao cũng vui. Tâm tư mà buồn dù ăn cao lương mỹ vị cũng buồn. Đúng không? Người buồn cảnh vật có vui bao giờ, đúng không quý vị? Cái tâm nó đã buồn rồi cảnh vật nó buồn à. Đó, quý vị để ý đi, mình mà khi mà bực bội sân si đi, mỗi ngày thấy ông chồng đẹp trai mà bây giờ mình sân si, bữa nay sân si, gặp ổng thôi mặt thấy ghét đi chỗ khác đi. Bực bội rồi đó nghe. Đó, bữa nào vui ổng đến ổng kiều kiều. Nhưng mà bữa nào bực bội mới đến kiều kiều đi ra chỗ khác thì bực mình rồi đó. Sân si thấy không? Nó cũng là cái cảnh này mà bữa nay lại bực bội là tự nhiên thấy ổng bực bội. Đó, thấy không? Rõ ràng có mấy cô. Có. Nó thấy chưa? Cũng là một căn nhà mình mà có một nhận bữa cái tâm mình nó vui thấy căn nhà mình ai đẹp quá. Nhưng mà bữa nào nó bực bội là thấy căn nhà mình nó chán nản gì đâu chứ. Đó. Nên người buồn cảnh vật có vui bao giờ là như vậy. Thấy không? Nên nhớ đó, nên cái tâm này phải thường vui nè. Cái tâm này thường vui là phước đó quý vị. Quý vị về đây quý vị cũng muốn vui mà. Có nụ cười quý vị mới thích về đây chứ. Nếu như về đây mà nãy giờ những đức nói chuyện á, nào là thầy chuẩn bị xây cái nhà bếp lại, chuẩn bị cái chuông làm lại, chùa chiền Tết nhất sắp sửa sơn lại các con ơi, cái cổng chùa cũng sửa lại, vậy nhà vệ sinh bây giờ chuẩn bị xuống cấp và sửa lại, nó ngoài trước có một cái thùng để con bỏ vô giùm thầy. Trời ơi, cái kiểu như lo tiền xe đi đến đây, đã đi đã lúc này bão tố, năm nay làm ăn cũng khó khăn mà đi đến đây nghe ông thầy ông cũng than cũng thở, trời trời tôi đi lần này chứ tôi hết dám đến đây luôn quá thầy ơi, lần này là lần chia tay với thầy. Con nghĩ đến ơi vậy, trời ơi tại sao mà ngôi chùa thì đông người ta quá trời, ngôi chùa thì không ai đến, vừa đến một cái là bắt bài liền à. Bắt bài gì? Đem nguyên tấm giấy tà bá ra để xuống con. Giấy gì thầy? Giấy xây dựng con. Trời mệt ghê luôn rồi. Xong rồi con đứng lên, thầy dẫn đi vòng nghe. Thầy định ở chỗ này nè, thầy sẽ xây cái đài quan âm đây nè con. Cái đài quan âm ở đây á. Con có chút ít về phụ với thầy đi con. Trời nó khó xử dữ lắm luôn quý vị ơi. Trong túi còn có 1 triệu. Bây giờ ông thầy ông mở miệng gì dạ. Con cũng khó khăn thầy, nhưng thôi con để con phụ thầy một chút. Móc ra 1 triệu thầy, con còn có 1 triệu thôi con gỡ thầy 500 nha thầy. Được 500 cũng được, thầy hỷ. Đưa 500, đưa. Đưa mà trong tâm nó giật lại không. Tại vì sao? Đâu phải phát tâm đâu quý vị. Đâu phải phát tâm đâu. Thầy không nói gì mình không đưa kỳ quá. Đưa mà nó cứ. Thôi chắc thì sao con không dám gặp thầy đâu. Gặp thầy con thấy hỏi han gì đâu không à. Nhà con khổ không chết luôn, làm ăn nó khó khăn mà thầy cứ gặp con cứ hỏi mấy chuyện đó không à. Con đi nghe nói đi đến chùa tu hành niệm Phật nó có phước, rồi con vui vẻ con về làm ăn nó phát đạt, chứ con đâu có biết rằng đi đến đây mà con nghe thầy nói mấy cái chuyện tiền bạc không đâu. Thôi con chán quá, chưa thấy tiền bạc gì mà thấy trong túi xức tiền ra. Thôi được rồi, chắc mai mốt con không dám đi đến đây nữa thầy. Thôi chào thầy, lần này là lần cuối cùng con đến đây rồi. Xong luôn, ngôi chùa vắng tanh như chùa Bà Đanh luôn chứ làm sao, không ai đến hết. Còn bây giờ quý vị đi về đây, quý vị niệm Phật vui vẻ an lạc thoải mái, rồi chùa có cái gì cứ đem ra ăn hết đi, ai đem đến cái gì bánh trái cắt ăn hết đi, ngày mai cho nó gọn, chứ đừng có chữ đem cắt tùm lum. Đố mấy cô trong chùa mình ai mà dám cắt á, trời ơi, ta hướng dẫn hết trơn rồi, mấy cô trong chùa mình cái gì nó đem ra ăn hết trơn rồi, ngày mai không còn cái thứ gì hết chứ, thì tiếp tục ta đem lại có ăn nữa. Quý vị về chùa mình ăn cơm ăn thoải mái, không có hết gạo đâu đừng có sợ, hết gạo thì ăn cháo mau tiêu, lo gì không. Trời ơi, mấy trăm con người mà gạo thì coi dưới kho nhiều lắm, không có bận tâm gì đâu, đi đến đây chỉ lo niệm Phật là được, không có sợ. Nó chùa hòa thượng xây sẵn rồi mình lo gì. Nó lâu lâu sơn phết lên chút. Hôm nay mấy dãy nhà sơn mới quý vị, mấy bà hợp như mấy bà già bà sơn đó nha, tự sơn, mấy bà cụ bà leo chèo bà sơn, bà già 70 mấy tuổi leo toàn ten sơn nhà, nghe ớn chưa.
coi cô kia le lử. Sợ. Trời ơi, cô không tin hả? Cô không tin bà già bảy mấy tuổi leo lóc nhà sân nhà hả? Ôi ơi, chưa thấy hả? Bữa nào vô đây chị cho thấy. Bà già bảy mấy tuổi buộc sợi dây ngang cái bụng, đứng toàn ten sân nhà, hỏi bà nhiêu? Có nhiêu đâu, 75 chứ nhiêu. Trời ơi, khí thế ghê luôn. Đúng. Thì thấy người niệm Phật lạ cho quý vị. Ôi ơi, nó khỏe lạ thường. Nó, quý vị coi chiều nay mấy bà già chùa mình nè, bảy mấy 80 tuổi nè, như đứng sắp xếp phía trước á, bà trải niệm rồi cho bị lại Bồ Tát Quán Thế Âm, đội nón đỏ. Đội nón màu đỏ đỏ đó mấy bà già. Chào chị. Bà nói không phải chị đâu, chứ gì bà đó. Bảy mấy rồi đó con, chứ không phải chị đâu nhé. Trời ơi, nhìn trẻ lắm nhưng mà già rồi. Trời ơi, mấy buổi trước như Đức hợp, như Đức nói bữa nay lễ cho mấy bà cạo đầu bóng bóng đó, cư sĩ có xuất gia vậy đâu cho cạo đầu một bữa đó, rồi sao cho đầu bóng bóng. Lấy cái áo đen đen bận vô chi thầy, để mấy bà sắp xếp cho Phật tử người ta nghe. Chứ không thôi người ta tưởng đó mấy bà là cư sĩ bình thường. Con là cư sĩ mà, giả dạng bữa đi. Trời ơi, mấy bà cụ vô mình đi cho bằng áo đen, đội cái nón đỏ, thấy là lạ đó. Để cho quý vị thấy rằng đây là ban tổ chức sắp xếp. Kêu quý vị, cô ngồi đây. Dạ. Ngồi đây chú. Dạ. Còn gặp mà bằng đồ lam giống hệt quý vị mà tóc dài tha thước á. Ngồi đây. Gì, ngồi đây gì. Ai cũng như ai thôi, kêu gì, ra lệnh cái gì. Không đơn giản đâu đó quý vị, thấy không? Nó nên cho mấy bà cụ già bằng áo đen, đội nón đỏ, nó lạ lạ. Hoặc lấy dây đỏ buộc ngang bụng, đồ đi, đồ. Ngầu ngầu, thấy chưa? Nói thì biết cái tổ chức của chùa ngộ lắm. Người già không hả? Trẻ không có nhiêu người chứ á. Ở đây ba ông thầy, nó bên kia hai ông. Còn nhiêu mấy chú cư sĩ quẹt quẹt vậy đó. Như Đức kinh nghiệm rồi, trong chùa vô mà thanh niên mà đẹp đẹp trai cạo đầu một cái thời gian đi mất tiêu. Ngộ ghê luôn quý vị ơi. Đẹp là người ta bay, giống như chim có cánh đi bay. Nhưng mà lựa mấy cái ông mà súng răng đồ xấu xí hô đồ như những Đức là ở bền lắm. Chắc không ai hước thì sao. Bền ghê luôn. Thấy chưa, ngộ lắm. Chùa mình ví dụ như một chú làm việc bằng 4-5 chú vậy đó, súng răng đồ này kia đồ mặt mày đồ thẹo dít đồ xấu xí vậy mà vô không có cô nào để ý tới chứ ha, buông ra cũng không ai lụm nữa. Như những Đức đồ này có ai đâu lụm, thấy chưa, chú gặp mà hảo tướng đồ nha. Ôi nhìn thầy hảo quá khó tu liền, thấy không? Hảo quá khó tu liền, không? Còn mình bây giờ nhìn mình cái gục mình. Thầy gớm quá, thấy không? Nên yên 11 năm, 11 năm không thấy ai chọc ghẹo hết. Thấy chưa? Tự tại vô cùng luôn. Đi tu mà xấu xấu đó cũng là có cái lợi thế. Ngày xưa trên kia mấy chú nam 30 mấy chú, nhiều chú cũng đẹp trai, cũng có học thức, nói chuyện hay, cực kỳ hay. Vậy mà vô chùa có 2-3 năm gớt hết. Vô chùa gớt, vô chùa gớt. Bị mấy con chim cánh cụt nó gấp đi hết luôn. Gớt hết trơn, trên kia kinh nghiệm hả? Bây giờ tôi không có lập tổ chức đông nữa, chừng vài người thôi. Quý vị coi thầy Nhân Ngôn, hồi. Thầy Nhân Ngôn, hồi nãy không đứng đang niệm Phật, quý vị coi. Nó thành phần vậy đó. Vậy chứ bền lắm nha. Thầy Nhân Ngôn đứng không à, năm mấy 60 tuổi nói chuyện hịch hạc vậy đó. Quý Phật tử A Di Đà Phật, quý Phật tử A Di Đà Phật. Nhiều thôi không có gì chứ nha. Đó vậy đó mà yên đó. Không có cô nào mà gần gũi hỏi thầy ơi à, thầy có thể chia sẻ Phật Pháp cho con nghe được không? Đố mà ai mà đi tìm thầy Nhân Ngôn đó. Nếu tìm ông nói thôi niệm Phật đi, thầy kêu niệm Phật đó A Di Đà Phật. À, xong rồi
vậy đó mà yên quý vị. Mà công nhận nghe, chúng người ta về đây người ta tu được ghê luôn á. Tại vì chùa mình nó không có mấy ông thầy mà lanh lẹ nói chuyện ngọt dịu ngon lành, nên nó không có chia ba xẻ bảy vị ơi. Đúng là bây giờ nhà Đức làm thì Đức mới thấy kinh nghiệm thiệt. Còn nhiều nơi người ta nghe nói chuyện bảnh bao, mỗi ông thầy là một nhóm, thầy này nhóm, thầy kia nhóm, thầy nọ nhóm. Cuối cùng cái chùa nó chia ba xẻ bảy, còn chùa mình đố có nhóm nào luôn. Tụng kinh thì cũng những đức, niệm Phật cũng những đức, thuyết pháp cũng những đức, sắp xếp cũng những đức. Giết rồi nó đứt dây luôn. Còn mình những đức thôi, vị coi cái thờ phá tu, vị coi đúng không? Trong chùa ngày 4 thờ bật cái máy lên cái rồi tù. Bật cái máy lên tu, quý vị nghe tiếng những đức suốt luôn. Còn gặp mà trong chùa này 4-5 ông thầy mà tụng kinh á, tự nhiên nhóm Phật tử này nói: thích nghe tiếng của thầy Những Ngôn tụng nè. Thầy Những Ngôn hôm nay tụng nè, fan của tôi nè. Thích nghe tiếng thầy Những Phú tụng nè, à fan của tôi bữa nay tụng nè. Thích nghe tiếng thầy Những Ăn tụng nè, fan của tôi nè. À, phiền phức rồi. Cuối cùng đi vô chùa tu để thạch lập thành fan. Fan hâm mộ có không? Có. Đi tu mà cũng fan hâm mộ nữa, trời ơi. Bây giờ chúng ta hướng dẫn niệm Phật thôi, khỏi fan gì mệt quá. Nếu cảm thấy niệm Phật được lợi ích thì cùng niệm Phật. Nếu cảm thấy niệm Phật không lợi ích, không đủ duyên thì quý vị muốn niệm cái gì để bị niệm kể vị. Thấy không? Không có fan gì hết trơn nha. Nó nghĩa là cả đời những đức hành đạo thích vậy đó quý vị. Thích đơn giản vậy đó, nói chuyện nãy giờ có gì đâu. Có gì đâu. Có cô Phật tử kia. Cô nói: "Ôi thầy, con kế ngôi chùa con hồi đó con thường đi đến đó. Sau này con đi đến đây cộng tu ngày chủ nhật tự nhiên con đi đến đây vui quá, con thích đi đến đây luôn. Mà xong lâu quá con không có về, con ghé. Cái tự nhiên bữa đó sao con ghé ngang, con vô con lễ Phật, con thắp nhang. Tự nhiên con gặp cái ông thầy đó. Ông gặp hỏi: lâu quá không thấy con đi đâu ạ? Cái cổ nói: dạ không giấu gì thầy. Thời gian này con lên trên chùa Hộ Pháp nghe thầy Nhận Đức nói chuyện mỗi ngày chủ nhật thì niệm Phật. Gì? Thầy Nhận Đức thuyết pháp. Thầy đó mà thuyết pháp cái gì trời? Tao nghe ông nói chuyện, tao có nghe ông thuyết pháp cái gì đâu. Ủa vậy mà sao thầy nói chuyện con nghe được ngộ vậy đó? Ông đó không phải thuyết pháp đâu. Nói chuyện vui chơi, thuyết pháp cái gì? Nói gì không biết mà người ta cười là ngon rồi đúng không? Thấy không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cái chuyện ngoài đời là uống thuốc bổ nhiều mà nó không bổ được cái tâm mình. Vậy mà vô đây không biết nói cái gì mà quý vị cười, vậy là bổ rồi đúng không? Nói cái gì không biết mà thấy cười là ngon rồi. Trời ơi, nói cho người ta cười không đơn giản đâu quý vị. Quý vị biết ấy, cái miệng này phải dẻo niệm Phật. Thấy không? Phải dẻo niệm Phật. Rồi nói ra tự nhiên nó cùng cái tông với cái tâm người ta. Nó mới gọi là sữa hòa cùng với nước được. Nó bắt đầu có cái sự giao cảm, nó mới vui vẻ trong cái pháp vị được. Nhớ đấy. Rồi phải có một cái pháp cho người ta tu nghiêm túc, thấy không? Cái pháp cho người ta tu. Nên nói hồi nãy tới giờ những đức quy về cho quý vị nghe nhớ nè. Chúng ta cứ nắm câu Phật hiệu này, dù ai có nói mình ngu dại không hiểu biết gì, quý vị cứ nắm câu Phật hiệu này niệm đi. Đại sư Ấn Quang này nói một câu nè. Nghe nè nghe. Đại sư Ấn Quang khi nhập thất hơn 30 năm tại Phổ Đà Sơn chùa Pháp Vũ, ngài ở trong Tạng Kinh Cát đã đọc thuộc hết Đại Tạng Kinh, rồi tổng kết bằng hai câu nói để lại cho chúng ta. Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thân, ở trong Tạng Kinh Cát đọc hết Đại Tạng Kinh thuộc lào lào. Ai làm nổi không? Ai mà đọc hết Đại Tạng Kinh của Phật Thiết 49 năm thuộc lào lào luôn? Ấn Tổ làm được. Cuối cùng ngài để lên hai câu cho đời quý vị nghe nè. Cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất, chỉ trong một câu Hồng Danh Di Đà. Nghe chưa? Diệt Đại Tạng Kinh rồi để lên hai câu cho đời. Nó cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất tại trong Hồng Danh A Di Đà. Đó, nghe chưa?
Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết, ngày nói mà có khi chúng ta không đủ lòng tin. Ngày nói một câu A Di Đà Phật á, để lên bằng căn, bên đây là Đại Tạng Kinh của Phật cũng để lên trên cái căn. Như vậy thì bây giờ chúng ta nói kinh giáo của Phật và pháp của Phật, chúng ta không nói hơn thua. Bây giờ để lên hai bên, bên nào nặng bên nào nhẹ. Bên đây là Đại Tạng Kinh, quý vị biết Đại Tạng Kinh thì quá nhiều. Một cái tủ Đại Tạng Kinh nó lớn vô cùng, mà một câu A Di Đà Phật chỉ có 4 chữ, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ. Vậy mà để lên bên đây, bên đây là Đại Tạng Kinh. Vậy thì cái căn này bên nào nặng bên nào nhẹ thầy? Để lên một cái là hai bên nó bằng ngang nhau luôn. Nó bằng ngang nhau luôn. Bây giờ chúng ta nói bằng đi. Nếu mà nói rõ ra là câu Phật hiệu nặng hơn luôn. Vì sao? Nặng hơn là ngay chỗ này nè. Nặng hơn là ngay cái chỗ Đại Tạng Kinh thì ít ai đọc được và hành trì được. Còn câu A Di Đà Phật là già trẻ bé lớn gì cũng niệm được. Nên chúng ta nói cái pháp này ai cũng dùng được, gọi là tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Nên gọi là một câu A Di Đà Phật nặng hơn Đại Tạng Kinh. Oh. Bây giờ nguyên một cái Đại Tạng Kinh để đó quý vị, không đọc làm sao còn là lợi ích nữa. Pháp của Phật là cái gì? Pháp của Phật là hành trì nó mới lợi ích. Nếu pháp của Phật mà để đó để chưng để coi, vậy thì còn gì là pháp? Đây gọi là mạt pháp. Mạt pháp là gì? Mạt pháp là có kinh giáo không ai đọc, có sách vở không ai coi, không ai hiểu. Đây gọi là mạt pháp. Pháp của Phật không có mạt, mà là do gì? Không người đọc, không người coi, không người hiểu, không người hành, nên gọi là pháp mạt. Mạt pháp là như vậy. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết ngày nói rằng là nếu như chúng ta gặp pháp môn Tịnh Độ niệm Phật, tuy sanh trong thời mạt pháp, nhưng chúng ta đang sống trong chánh pháp. Mỗi ngày niệm một câu A Di Đà Phật này là quý vị đang sống trong chánh pháp. Vì sao? Vì pháp môn niệm Phật này quý vị có thể một đời thành tựu. Trong kinh Đại Tập Phật dạy thời mạt pháp, ức ức người tu hành không kiếp được một người thành tựu, chỉ có người nương vào pháp môn Tịnh Độ niệm Phật thì đời này mới có thể được giải thoát. Đó, đặc biệt như vậy đó. Quý vị nghe Như Đức đọc một đoạn kinh niệm Phật Ba La Mật mà dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, mà nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta nè. Bây giờ đem những văn tự này đọc cho quý vị nghe nè, quý vị mà còn không phát lòng tin được với Tịnh Độ nữa thôi thua. Nói bây giờ những đức kẻ phàm phu quý vị không quan tâm đến đi. Bây giờ những đức đọc những văn tự này cho quý vị nghe nè. Nè, trong đây là kinh niệm Phật Ba La Mật mà chính Kim Khẩu Đức Thế Tôn thiết đoạn kinh văn này cho Diệu Nguyệt cư sĩ trong thời Đức Phật luôn nè. Vì Diệu Nguyệt cư sĩ này là một vị cư sĩ trưởng giả nè, mà thỉnh hỏi Đức Phật trong thời mạt pháp này pháp nào để độ chúng sanh trong thời mạt pháp. Thì Đức Phật thuyết pháp cái đoạn này cho rất nhiều Bồ Tát và bậc A La Hán và những vị cư sĩ nam cư sĩ nữ nghe cái đoạn kinh văn này, mà có Vi Đề Hy lúc này cũng đang nghe luôn. Mà Đức Phật nêu lên cho Diệu Nguyệt cư sĩ nghe cái đoạn kinh văn này quý vị. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đủ lòng tin thì chỉ cần chiên xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật suốt cả 6 thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi thì hiện tiền chiêu cảm được y báo và chánh báo của Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc lúc lâm chung. Cố giữ sao cho được 10 niệm nói liền nhau, lập tức vào phổ đẳng tam muội của Đức Phật A Di Đà, được Phật tiếp dẫn về Tịnh Độ Tây Phương vĩnh viễn, xa lìa các đường ác, không còn luân hồi sanh tử. Đó gọi là quả vị bất thối chuyển. Từ lúc ấy nhẫn lại về sau, vượt qua thập địa chứng vô thượng giác. Diệu Nguyệt nên biết đây thật là pháp vi diệu thù thắng đệ nhất mà chư Phật dùng để cứu độ khắp hết thảy chúng sanh. Đó à, đây là kinh văn nghe chính Đức Thế Tôn giảng thuyết đó, trong thời Đức Phật đó, mà được Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm phiên dịch ra kinh niệm Phật Ba La Mật này quý vị. Nghe rõ ràng chưa? Quý vị thấy Đức Phật dạy nên thời mạt pháp, nên niệm một câu Phật hiệu này mà thành tựu con đường giải thoát đó. Nói vậy nghe kinh văn thấy không? Nên chúng ta trong thời mạt pháp này mà gặp ngay Tịnh Độ quý vị mà ngồi nghe đường gì là đặc biệt lắm á. Nó bổ túc cái tâm niệm Phật cho quý vị.
Nó rồi ai chưa có máy, chúng ta đặt một cái máy gì cứ cầm đâu cũng đi nghe được. Chiếc máy đó hơn 1000 buổi như Đức chia sẻ trong đó đó, chuyên về niệm Phật. Đi làm cỏ, làm ruộng, làm rẫy gì cũng cầm theo nghe. Nghe rồi bị coi nè, cái thời gian làm tới giờ về cấp kỳ, nó ngộ vậy đó. Nó định cái tâm nó nghe nên không thấy nắng. Nó, nhiều người ta gặp như Đức ta nói vậy đó quý vị. Nó, những đoạn kinh văn hay công nhận thì nghe một cái là lòng tin nó hứng khởi liền. Nên những Đức nói quý vị mà biết có môn tịnh độ này, ở nhà mà không dụng công niệm Phật, mà đi vòng vòng mà tu cái pháp khó tu, mà đi vòng vòng coi chừng thọ mạng đến bất tử, coi chừng chúng ta chớ giới đâu. Cho quý vị biết đó. Ôi ơi, nếu mà chịu dụng công chừng 4-5 năm thôi là lòng tin kiên cố rồi, là niệm Phật thấy thích thú rồi quý vị à. Còn nếu đi hoài cuối cùng là lo cái chuyện mà gọi là lợi tha, mà không phải lợi tha. Tại vì sao? Vì nó không có cái tự lợi là mình an lạc, thì gọi là tương tự lợi tha. Lợi tha cũng không phải lợi tha. Vì sao? Vì mình tu không an lạc làm sao gọi là lợi tha. Nên nhiều người xuất gia bây giờ là đi làm bao nhiêu việc Phật sự, đây không phải là Phật sự. Vì sao? Vì không có tu được an lạc, không có một cái pháp giải thoát. Vậy thì tương tự lợi tha. Mà tương tự lợi tha là cái phước gì? Phước hữu lậu đời sau, hưởng cái phước hữu lậu đời thứ ba đọa lạc. Ăn tổ nói đó nghe, ăn tổ nói đó cho quý vị biết đó. Nên bây giờ mà gặp tịnh độ rồi mà cứ đi vòng vòng đi nhiều làm gì? Nắm cái pháp tu cho chuẩn, đi đến nơi nào chuyên tu, gây dựng đi. Quý vị coi cái thời đại nhiều kiếp nạn, không lo tín nguyện niệm Phật lỡ kiếp nạn đến bất tử rồi mình trốn ở đâu? Quý vị biết rằng là cái tâm chúng ta mà nó không kiên định, khi mà kiếp nạn con người người ta chạy là mình chạy theo, người ta chạy mình chạy theo, cuối cùng người ta té dậm nó dính nhau nó chết chứ. Còn mình mà an định tâm, mình tín nguyện niệm Phật, mình không sợ chết là gì? Khi mà kiếp nạn, chiến tranh hay bão tố hay đất sụp, chúng ta ngồi đâu, ngồi im một chỗ niệm Phật. Nếu như thọ mạng đến đi về cực lạc, nếu thọ mạng chưa đến thì biện nghiệp không bị chết. Còn mình chạy theo, quý vị phải nhớ nè, cái nghiệp nó đang soi gọi tìm người tạo nghiệp. Nhớ nghe, cái nghiệp nó đang soi gọi tìm người tạo nghiệp. Nó tìm người tạo nghiệp nên cái nghiệp nó ở cái nơi, nó tìm người tạo nghiệp ở nơi thành thị, nơi đông người. Quý vị coi khi mà kiếp nạn nó xảy ra cái chỗ đông người, vì sao? Vì đông người mới có người chết. Nên cái nghiệp nó tìm người đang tạo nghiệp ở nơi đông người, nó mới cùng chết. Nên mình ở chỗ đông người, mình tín nguyện niệm Phật, gặp kiếp nạn ngồi im một chỗ, đất sụp cũng ngồi im một chỗ, nhà sập ngồi im một chỗ, nhà cháy ngồi im một chỗ niệm Phật, thọ mạng chưa đến vẫn không chết. Tin không? Tín nguyện là phải như vậy đó, phải tạo lòng tin như vậy đó. Đó, chúng ta chia sẻ khuyên nhau quý vị. Cuộc đời con người này ai cũng chết một lần. Đúng là cái tai những Đức bây giờ ghinh quan tài nhiều giết. Rồi những Đức cảm thấy bây giờ muốn vô quan tài ngủ cũng vô thoải mái. Sợ gì nữa chứ, sợ gì? Nói mai mốt những Đức mua cái quan tài ở đây nè, mỗi một bà già phải nằm ngủ một ngày trong quan tài, nằm quen đi, gầy dựng tín nguyện cho mấy bà. Trời ơi, có nhiều người người ta vô chùa, trời cái quan tài mà cha mẹ người ta mà người ta không dám đụng quý vị ơi. Kỳ cục ghê luôn á. Sợ. Thôi có ai chạy thoát cái quan tài đâu mà sợ. Bây giờ mấy bà già trong chùa Như Đức cho mấy bà mà gọi là đi vô quan tài nằm một ngày, đóng nắp quan tài để dưới cái quạt gió cho bà nằm quen đi, để mai mốt mà gọi là gần chết khỏi sự chết nữa. Vậy đó, để quan tài để cho nó sống dai lắm, không có chết đâu. Đừng có nói mà chết, cho con người chết là thọ mạng đến nó mới chết, đâu phải muốn chết là chết. Thấy không? Phải tín nguyện niệm Phật vậy đó. Đọc thêm một đoạn văn nè cho quý vị nghe nè, nghe tí tín nguyện nè nghe. Đây là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ mà chư Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rờ nẻo khổ. Pháp gì mà thù thắng dữ à? Dòng phù hợp gì? Pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ. Nếu như một cái quốc độ nào mà một vị Phật không nêu pháp môn tịnh độ lên, như vậy thì Đức Phật A-di-đà sẽ không thành Phật. Bây giờ chúng ta kiểm định cái quốc độ Ta Bà này, Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài nêu pháp môn tịnh độ và tán thán danh hiệu Đức Phật A-di-đà, cho chúng sanh niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà để cầu sanh cực lạc rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta hãy kiểm nghiệm cái quốc độ chúng ta là cõi Ta Bà này Đức Thích Ca Mâu Ni đã tán thán rồi đó. Mà Đức Phật A-di-đà ngài nêu một cái nguyện lên rằng nếu như có một cái quốc độ nào, một vị Phật nào ra đời mà không tán thán danh hiệu của ta là A-di-đà Phật, khuyên chúng sanh niệm Phật cầu sanh về quốc độ của ta, thì ta sẽ không thành Phật. Thấy không?
Trời ơi, một lời nguyện mà gọi là quá gan luôn á, không? Nghĩa là nói mạnh dạn luôn, nghĩa là tin rằng là mười phương chư Phật đều phải tán thán hết. Nên quý vị là người niệm Phật là cái công đức thù thắng, nên cái pháp này là pháp gọi là thích đáng khế hợp mọi căn cơ để đưa chúng sanh ra khỏi bến bờ khổ đau, hướng đến chỗ giải thoát. Đó là pháp môn tịnh độ nghe. Thành Phật trong một đời, đó thấy chưa, đoạn kinh văn nói nè, niệm Phật thành Phật trong một đời. Vì sao niệm Phật thành Phật trong một đời? Niệm Phật tín nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta là cương vị gì quý vị? Bồ Tát bắt thối chuyển, không còn thối chuyển. Về thế giới cực lạc, tuổi thọ vô lượng, dài vô lượng, không có giới hạn. Trí tuệ vô lượng, năng lực vô lượng, tiếp nhận pháp vô lượng. Nên chúng ta đã tuổi thọ vô lượng, gần học tập với Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Đại Bồ Tát Văn Thù, Đại Bồ Tát Phổ Hiền, thượng thiện ở thế giới cực lạc. Chúng ta gần gũi những vị này để học tập mà tuổi thọ mình dài vô lượng. Như vậy thì chúng ta không có chết, nên chúng ta tiến tu không chết, gọi là một đời thành Phật. À, ở đây nghe, kiếm tìm cuộc sống khó khăn vô cùng, muốn ăn phải lam lũ cực khổ vô cùng, vậy mà niệm Phật cái phước mà cái nguyện của Đức Phật A Di Đà ngày phát thôi, đi về thế giới cực lạc, muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, thần thông tự tại. Bây giờ mà ở đâu mà đi đến đây thuê xe đi khó khăn đúng không, hoặc là ở miền ngoài mua vé máy bay đồ này kia đi, mà nhiều lúc mà nó mà gặp kiếp nạn cộng nghiệp rồi tự nhiên máy bay nó cũng rớt luôn nữa. Còn ở thế giới cực lạc, trong một niệm đi mười phương chư Phật đi cúng dường, trong một ý niệm mà vậy mà phân thân đi mười phương chư Phật đi cúng dường cho Phật thiệt, gặp là gặp Phật Thích Ca thiệt, cúng dường cho Phật thiệt, ngài thuyết pháp cho mình nghe luôn, chứ không phải là đi đến đây mà nhìn thấy tự Phật A Di Đà đứng cứng ngắc, thấy cười hoài không nói gì chứ. Thấy không? Nó thấy chưa, ở thế giới cực lạc là gặp Phật thiệt không à. Mỗi ngày thân cận với các sư huynh của mình là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí để gần gũi, cái gì không hiểu thì các ngài chia sẻ. Thôi ôi, nghe mê gì đâu. Người mà niệm Phật giảng sanh nó mê. À, cái cõi ta bà này trời ơi, đường xá có khi ổ gà, đi có khi sụp ổ gà té lộn mèo gãy cái răng. Bữa nào cúp điện một cái rồi nhà tối hù, có khi mà không dân mồm mũi cắn te tua. Khổ quá trời luôn, ở thế giới cực lạc làm gì có cái chuyện đường có ổ gà. Trời ơi, hàng cây báo ngay hàng thẳng lối, chim hót thiết pháp, gió thổi thiết pháp. Vì sao ở thế giới cực lạc có chim? Chim này là gì, là súc sanh sao? Không phải. Chim này là do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà phát. Tại vì sao? Đức Phật A Di Đà ngài tâm lý lắm, tâm lý lắm. Thí dụ như một căn nhà chúng ta phải trang trí làm sao cho nó có một cái khung cảnh, rồi hoàn cảnh chúng ta sống cũng phải có cây, có hoàn cảnh đẹp. Nên Đức Phật A Di Đà ngài phát lời nguyện, cái thế giới của ta có chim hót, những loài chim đẹp hót ra những âm vang, mỗi ngày được nghe pháp, gió thổi mát mẻ vô cùng, làm tâm dịu mát, nghe được pháp âm trong tiếng gió đó. Nó đặc biệt gì đâu. Ở đây điện thoại reo 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 mệt ghê. Ở thế giới cực lạc cần điện thoại không? Không. Ở làm gì thế giới cực lạc cần điện thoại? Ở đây xài điện thoại tuy là thấy tiện, nhưng mà có khi nó cũng bị hết pin, hoặc là mất sóng đúng không? Ở thế giới cực lạc khỏi cần dùng điện thoại. Quý vị muốn câu thông cùng với mười phương chư Phật thì sao? Quý vị ở ngay thế giới cực lạc, quý vị chỉ cần nhìn vào hàng cây báo, trong hàng cây báo sẽ hiện lên tất cả các vị Phật thuyết pháp cho quý vị nghe, câu thông cùng nói chuyện với các vị Phật đó luôn, không cần phải cầm điện thoại đó. Ôi ôi, thần thông bay. Bà Lưu Tố Văn bà nói nha, Tôn Ngộ Không là trò chơi con nít, năng lực của người thế giới cực lạc thôi cao dữ lắm, chúng ta không diễn đạt hết được đâu, chỉ có thích thế giới cực lạc thôi. Nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài nói trong kinh là ta bà khổ, khổ không thể nào nói hết, cực lạc vui, vui chẳng thể nghĩ bàn. Đó, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài nói đó. À, nãy nó giờ nói chuyện vui vui, bây giờ đưa vô trong kinh nữa không? Nó nói cho quý vị nghe để tín nguyện niệm Phật chứ. Rồi quý vị ở đây, quý vị coi tắm cần nước nóng, nước này nước kia được không?
khi nước ô nhiễm nước chết không? Rồi bao nhiêu loài côn trùng lạ kỳ, nó không thuyết pháp cho mình nghe mà nó còn hút máu mình nữa chứ, cắn mình nữa chứ, dán chuột gì tùm lum kỳ cục. Thế giới cực lạc đâu có vậy đâu. Những loài chim toàn là thuyết pháp không à, mà chim đẹp lắm. Hàng cây báo đung rinh nghe âm thanh pháp âm vang dội, hay chưa? Còn khi tắm thì như thế nào? Nước ở đâu? Bát công đức thị. Nước bát công đức thị. Muốn nước đến chân thì đến chân, muốn nước đến gối thì đến gối, muốn nước đến vai thì đến vai, muốn nước qua đầu thì qua đầu. Nước nhẹ nhàng, mềm mại, mát mẻ, thông dong, tự tại. Nghe mê. Ồ, nước gì đâu mà đặc biệt như vậy đó. Nước thì chỉ cần mà ngụm một miếng là uống thôi. Có một vị nghe tổ sư mà gọi là du hành thế giới cực lạc, về thế giới cực lạc mà đến mà gọi là ao nước, ao công đức thị, uống một miếng nước thôi vậy mà về tất cả những lỗ chân lông thơm tho vô cùng. Trời ơi, nó đặc biệt như vậy đó quý vị. Coi mỗi ngày chúng ta ở trên thế giới cực lạc còn muốn tắm rồi xuống nước ao bát công đức thị để mà tắm. Nước đó nó có những cái hương vị và nó có những cái pháp âm đặc biệt lắm. Còn quý vị ví dụ như bữa nay bận một đồ, bộ đồ màu xanh, bây giờ trong lòng muốn con bận bộ đồ màu vàng, tức khắc bộ đồ màu vàng hiện lên người quý vị. Người có bị hôi không? Không, làm gì hôi nữa. Cái người chúng ta hôi là do gì? Cái thân tứ đại từ tinh cha quyết mẹ hợp thành từ cái nghiệp mà tạo ra cái nghiệp này nó mới hôi. Cái người chúng ta hôi là do mang cái thân hư hoại tứ đại này nó mới hôi. Còn ở thế giới cực lạc là nó không có hôi. Thân kim cang bất hoại, thân sạch sẽ, tinh khiết. Nó không phải là cái nghiệp mà chúng ta sanh về thế giới cực lạc, mà là tịnh nghiệp chúng ta sanh vào từ hoa sen, mà chúng ta ra từ hoa sen sạch sẽ. Còn ở đây là trong bụng của mẹ, chúng ta bị cái nghiệp chiêu cảm vào trong bụng của mẹ, bụng máu. Mẹ uống một ly nước nóng thì như là địa ngục bát nhiệt. Mẹ uống một ly nước lạnh thì như là địa ngục hàn băng. Chúng ta nằm trong bụng mẹ, mẹ uống một ly nước nóng thì chúng ta nóng quá mẹ ơi, nóng quá. Mẹ uống một ly nước lạnh thì chúng ta rút người, lạnh quá mẹ ơi, lạnh quá. Vậy mà chúng ta chịu 9 tháng 10 ngày nằm trong cái bụng máu, xung quanh là phân tiểu, hôi tanh dơ giấy nằm trong đó. Rồi mẹ sân hận thì mình cũng bị ảnh hưởng, mẹ vui cười mình cũng được ảnh hưởng điều tốt đẹp. Từ nơi đó mà 9 tháng 10 ngày quên sạch hết những ký ức của năm xưa. Cuối cùng chúng ta sanh ra đời từ một đứa bé, rồi lần lần lớn khôn, tiếp tục chúng ta học theo cái thói đời hư hoại, rồi từ từ hư hoại, hư theo cái thói đời. Còn người sanh ở thế giới cực lạc là từ hoa sen sanh ra, nên con người nó tâm thanh tịnh, tất cả hoàn cảnh thanh tịnh, nó không có cái nhân ác, nên gọi là đới nghiệp vãng sanh. Còn cái nghiệp mang về thế giới cực lạc như vậy mà người này không có bị tác động từ cái ngoại cảnh làm cho người này ác được là vì sao? Vì tất cả ngoại cảnh đều là nhân thiện, tất cả đều là cái tốt, nên cái mang nghiệp nó không có cái tác động của cái xấu bên ngoài mà chúng ta không làm sai theo. Còn bây giờ chúng ta có trực chỉ cái ở bên trong là xấu của tâm, nhưng cái ở bên ngoài là có cái xấu bên ngoài, nên cái xấu nó dụ dỗ cái bên trong của chúng ta hư hoại sai quấy, nó tiếp tục nó kết hợp nên chúng ta hư. Còn ở thế giới cực lạc nó không có cái nhân xấu, nên chúng ta không phát triển ra cái nghiệp xấu, nên cái nghiệp nó từ từ nó mất biến mất, và cái nhân thiện tiếp tục nó phát triển. Nên ở thế giới cực lạc dù là mang nghiệp vãng sanh và thọ mạng của mình thì dài, nên chúng ta một đời thành Phật. Không? Rất là rõ ràng quý vị. Nên ở thế giới cực lạc là tu hành tuyệt vời. Còn nếu như ở đây mà quý vị mà còn chạy đôn chạy đáo, còn tìm kiếm cái này cái kia, coi chừng thời gian quý vị không đủ đó. Thời gian không đủ đó. Nên đoạn kinh văn này mới nêu lên rằng là một đời thành Phật ha. Đây là môn tu đại quay lực, đại phước đức mà chư Phật giúp chúng sinh vượt thắng thân phàm phu mà thâm nhập cảnh giới chơn thường. Đây là môn tu đại bát nhã, đại thiền định mà chư Phật dùng làm thuyền bè đưa hết thảy chúng sinh qua thấu bờ bên kia, không còn sinh già bệnh chết, hoàn toàn hưởng dụng pháp lạc vô vi.
Thôi giá cuộc đời con người đi tìm cái giàu chi trời, là do tích chữ mà không biết đủ nên cuối cùng đi tìm cái giàu. Còn mình mà biết đủ rồi thì cuộc sống nó vô cùng tự tại, vì không có tiền càng nhẹ càng khỏe. Nhưng mà làm sao không có được, trong mạng đã có tiền mà làm sao không có tiền. Chúng ta khổ vô cùng đi chạy tìm cái mà trong mạng không có, giống như kẻ cùng tử mà chạy khơ khơ ngoài nắng nha quý vị. Nghĩa là trong mạng nó không tạo mà nó đi tìm. Giống như có nhiều người chúng ta quý vị để ý rõ ràng là tiền giống như đến trước mặt mình vậy đó, vô tay mình rồi mà ngộ thấy cầm không được. Quý vị ngồi đây có không? Có nhiều người mà làm ăn quý vị thấy rõ ràng là giống như tiền cầm trong tay rồi như vậy mà cầm tiền không được. Tiền vừa đến với mình cái là gia đình có chuyện xảy ra, bệnh hoạn, đau ốm, chuyện này chuyện nọ xảy ra cho nó hết tiền. Là do cái gì? Phải tin là trong mạng không có tiền. Trong mạng mà nó có tiền dù là nó vô ít, vô bao nhiêu cầm bao nhiêu, vô bao nhiêu cầm bao nhiêu, vì sao? Vì trong mạng có tiền. Giống như bây giờ một cái ly có nước thì mới uống được có nước. Còn nếu cái ly này không có nước, cái ly không, quý vị lấy gì mà uống? Lấy gì uống đây? Nó, lấy gì uống bây giờ? Nên từ nơi đó mà chúng ta mà nghe vào pháp, đi về chùa mình nghe gì nè, để mà mình cỡ mở cái tâm tư mình ra quý vị. Ôi con người mà tiếp nhận giáo dục nó quan trọng lắm quý vị. Xin thưa quý vị, dù là cái ông này có học cao cỡ nào, nhưng mà về giáo dục làm người ông không tiếp nhận là ông thua. Có học cỡ nào đi chăng nữa cũng thua chứ. Những đức nè, gần gũi bao nhiêu người nè. Trời ơi, đi vô trong một cái nhà ăn, người ta không ai nói chuyện. Cái ông này sang vô cùng, đang ngồi ăn cơm, vậy cầm điện thoại. Alo, cái gì em? Anh đang ăn cơm ở chùa. Ai cũng quay lại nhìn ông vậy mà cái giác quan không bao giờ nhạy chút nào. Cái người mà tiếp nhận giáo dục và niệm Phật, cái giác quan rất nhạy. Thử đi, rõ ràng là cái người mà tiếp nhận Phật pháp tin nhân quả, cái giác quan nhạy lắm. Tự nhiên ai mà chỉ cần mà nhìn mình một cái góc độ gì mà mình không phải, tự nhiên mình có một cái cảm giác là hồi quang phản chiếu liền. Còn cái người mà nó không tiếp nhận giáo dục, tự nhiên nó ngồi ở trong cái hội chúng, nó la lối sùm, không để ý ai nhìn mình, điện thoại reo cũng không quan tâm luôn. Đó là vì sao? Vì nó đã bị đì cái tâm này rồi. Nó đì cái tâm nên cái giác quan nó không nhạy nữa. Khi con người mà nó biết niệm Phật, tin nhân quả, nghe kinh niệm Phật thì cái giác quan mình nó thông, nó sáng lên. Nó thông từ từ nó phát triển. Nên cái khả năng mà nó giác của mình nó sáng lắm. Xung quanh mình chỉ cần động đậy gì, ai làm phiền ai là tự nhiên mình biết liền. Cái giác quan mình nó nhạy từ từ. Nó nên cái chuyện mà tiếp nhận giáo dục là quan trọng lắm. Thấy bao nhiêu người sang trọng nhưng mà họ không tiếp nhận giáo dục thì họ vẫn là làm chuyện tà bậy à. Ở trong cái chỗ đông người này kia rồi họ không có nhìn nhận. Thật sự mà nói, mình mà đi đến những chỗ đông người này mình học được nhiều cái hay lắm nè. Học được nhiều cái hay lắm. Thí dụ như bây giờ nằm nghiêng nằm ngã, ngủ nằm nghiêng nằm ngã, khi lên chánh điện thì ngồi gì xuống dưới một chút, nằm nghiêng nằm ngã, nói chuyện nói sùm la lối. Rồi có khi bà này nói bà kia nói bà nọ. Mình là người khéo học, chỉ cần nằm ở trong vị trí đó, nhìn thôi là biết học rồi. Vì sao? Vì thấy cái mặt trái đó, thấy nó không đẹp, nên mình đừng bao giờ làm cái mặt trái đó. Thì tức khắc học được rồi, nhìn cái người kia nghiêm túc, ô mặt phải này đẹp quá, quay lại nhìn mình coi mình có được gì không, để mình học cái mặt phải đó. Có nghĩa là người học tập làm sao ở trong con người mà nhìn được mặt trái mặt phải, chứ không phải là đi chê cười, mà là nhìn người phát mặt trái, ta chánh mặt trái. Nhìn người phát triển mặt phải, ta học mặt phải, thì tức khắc quý vị là người học Phật càng ngày càng đặc biệt. Đó, sở học là như vậy đó quý vị. Thí dụ như bây giờ ngồi trong hội chúng này, có một người ngồi nói chuyện để điện thoại reo, quý vị chỉ cần nhìn mặt trái này thôi là quý vị tránh liền, không nói chuyện. Không phải cười họ, cảm ơn họ. Họ đã làm cái mặt trái này để cho chúng ta nhìn. Vì họ bị bài xích, mình không muốn bị bài xích nên mình sẽ tránh chỗ này. Sở học là như vậy chứ làm sao. Cái đối nhân xử thế là như vậy đấy. Nếu quý vị mà học được thì cái cách giao tiếp quý vị tuyệt vời vô cùng. Xin thưa quý vị, đại học ra trường, thạc sĩ, tiến sĩ, nếu không học cái môn mà tiếp xúc con người này thì quý vị vẫn bị đào thải. Vì sao? Vì quý vị chỉ đem cái sở học văn tự ra để khè người thôi, người ta sẽ không tiếp nhận quý vị đâu. Nhớ đó, cái sở học mà người ta tiếp nhận quý vị là phải hạ xuống, phải hạ mình xuống, phải chịu thiệt, phải chịu thiệt.
Nó giống như người xưa nói một câu, lo cái lo trước thiên hạ, vui cái vui sau thiên hạ. Đó. Người này sẽ được công chúng tiếp nhận, quý thương, trọng dụng. Đi đâu cũng được trọng dụng. Vì sao? Lo cái lo trước thiên hạ, vui cái vui sau thiên hạ. Người này là người đại phước báo. Nên thanh niên bây giờ, người nữ trẻ nghe tiếp nhận được, thử đi, rồi phước quý vị sẽ tăng cho quý vị coi. Những đức nói cho quý vị nghe, những đức sanh trong một gia đình nghèo nàn từ khi còn nhỏ, mà thích một cái cây quạt gió mà mới ra hồi xưa 250 ngàn. Vậy mà những đức cái lúc đó 11, 12 tuổi, những đức đi lượm từng hạt đậu nành, mà lúc đó đậu nành một ký 2 ngàn, mà cây quạt đó là 250 ngàn, là 100 mấy chục ký đậu nành, mà lụm từng hạt từng hạt từng hạt, mà để dành tiền mà được 250 ngàn mua cây quạt gió. Quý vị biết từ khi còn nhỏ nó đã có một cái tâm quyết nghèo mà cái lực sống của nó cao lắm, nó tập thành quen cái kiên nhẫn. Khi làm một việc gì có con phải tập cho con như vậy đó. Đừng có nói rằng bây giờ nhà mình giàu rồi, bây giờ con không cần làm cái gì, thua rồi. Quý vị, tiền này để lại cho một đứa con vô dụng, nó nắm được không? Nắm được không? Đứa con này là vô dụng, tiền để bao nhiêu cũng là vô dụng. Đứa con này không có để tiền lại, nhưng đứa con này có năng lực sống thì nhất định nó sẽ tự phát triển được chính nó. Từ khi con nhỏ đi giăng lưới, biết bắt cá đem về nhà, đi làm đủ chuyện, đi móc lúa, đi móc đậu, đi kiếm ăn, đủ cách để biết bư quào đem về nhà nè. Còn khi lúc nào mà ở nhà mà giữ nhà là lau nhà, nấu cơm, gánh nước nè, làm hết tất cả những việc trong nhà cho người đi, người lớn đi làm gì là có được cơm ăn này kia đồ. Rồi đồ tự giặt nè, đồ gách mẹ mắt sớm nè, tự lẹo đồ may, từ từ cũng biết may đồ nè. Ở dưới quê miền Tây con nít nó, cổ nó đóng hòm dơ, mẹ người ta lâu lâu lấy dầu lửa thôi lao cho con người ta. Mình thấy vậy nghe, mình cũng về mình lấy cái khăn mình nhúng dầu lửa mình lao cho chính mình. Có nghĩa là không có mẹ phải phát huy chứ. Từ cái phát huy đó tới 18 tuổi lên thành phố đi làm cho người ta, người ta chửi 3 năm kiên nhẫn được cái nghề nấu ăn. Làm 11 năm làm một chỗ tới 29 tuổi gặp Phật Pháp. Vô trong chùa dù là bao nhiêu thành phần, chùa không phải đơn giản đâu quý vị. Không phải nói muốn đi tu là đi tu dễ dàng đâu. Quý vị vô chùa quý vị còn trải qua một cái thử thách lớn vô cùng. Vì trong thành phần trong chùa 10 phần là nó hết 7 phần lãng quạng rồi. Dù là đi vô chùa tu đó vẫn là lãng quạng, 7 phần nằm trong đó đó. Quý vị chịu nổi không? Quý vị có khả năng phát huy vượt qua được cái đó không? Thì những đức thấy hút thuốc này kia rồi những đức nói kệ mày, đụng chạm kệ mày. Tao ngày xưa ngoài đời cái gì tao cũng chơi quá trơn, rồi vô đây tao còn gặp cái thành phần này, này kệ mày, tao lo tao tu à, tao lo tao nhiệt tình ở trong đây nè. Cứ là như vậy. Vì sao? Mày trải qua rồi, trải qua rồi, vô đó đụng chặn nó, nói tao vô đây là quyết định tu nè, còn mày kệ mày. Mấy vị vượt qua được không? Còn nếu không thì đi vô chùa thấy người ta vậy làm theo, thấy người ta cốc cốc ken ken kiếm cơm ăn cứ làm theo, thấy người ta được xè tay mà ta cũng dường tiền làm theo. Những đức nói không có làm việc này được nghe mày, mày không có làm việc này được nghe không. Mày ngoài đời mày thà mày đi làm, nếu như mày vô đây mà mày kiếm ăn bằng cách này, thà mày ngoài đời mày đi làm mày kiếm ăn, chứ mày không có đi vô đây làm gì. Nhất định dù mày không có học gì nhiều nhưng mà thôi, mày coi mày nhìn ở trong chùa này coi cái làm nào mà có thể có cơ hội về sau. Những đức nhìn ông thầy ông nuôi người già, những đức nói mày ngày xưa không hiếu với cha mẹ mày, vô đây thấy ông thầy này ông nuôi 40-50 bà già, thôi mày cố gắng chung tay với ổng đi. Thì bắt nguồn từ đâu quý vị? Mấy bà già buồn buồn, những đức đến ngồi nói chuyện. Mấy bà già muốn về, những đức lỡ động viên. Cứ như vậy mà bước lên từ từ, rồi gần nhiều người già, rồi chờ mưa gió cứ đi vòng vòng coi xung quanh, nào là cửa sổ đóng chưa. Từ như vậy mà bắt nguồn lên. Rồi cuối cùng những đức cùng chung tay với vị thầy nuôi người già luôn, và có một mô hình. Và sau này 5 năm đi xuống đây, bây giờ lập nên 2 chỗ nuôi người già. Phải rõ ràng là cái gì cũng phải bắt nguồn từ ban đầu không quý vị? Đó. Không đơn giản đâu. Không đơn giản đâu quý vị. Nên bây giờ những đức nghe nói Hòa Thượng mình ngày xây bệnh viện, ở trong đó có một đạo tràng niệm Phật trong đó. Những đức nói thôi Hòa Thượng cứ xây, cố gắng xây chánh điện trước đi, chánh điện với khu nhà ở trước đi, con lập thành một đạo tràng niệm Phật, tiếp tục nuôi người già là 3 đạo tràng. Mấy anh em cũng nghe lời những đức, những đức đặt trách cho mấy ông làm, sau này mấy ông làm quen những đức giao cho mấy ông hết á, cho mấy ông phát huy nuôi người già đó.
Có nghĩa là cuộc đời mình thấy làm chỗ này tốt phải đưa cho người ta làm, chứ không phải là ôm mình làm hoài được. Nếu sau này ba điểm nuôi người già như vậy thì cái điểm này là cái điểm khép kín sau này cái ngôi chùa này nè, khép kín. Ở đây những đức lọc ra khoảng 200 người mà quyết tâm niệm Phật sống chết, bỏ mạng không từ nan, luyện được rồi đó. Mấy năm, 6 năm nay luyện được rồi nè. Bây giờ không uống thuốc, không giữ tiền, không xài điện thoại, được hết trơn rồi nè. Bây giờ luyện thành 200 người này, 200 người này là bỏ mạng không từ nan, không bước ra ngoài, không đi đâu hết, được hết trơn rồi đó. Là lựa ra 200 người, khép kín cái chùa đóng cúp lại. Rồi xong, ở ngoài không vô đây tham quan gì, xe cộ không vô đây được luôn. Ở đây không còn cộng tu, không lớp để đạo làm con gì ở đây nữa hết. Chỉ là chuyên một đạo tràng niệm Phật là ngay chỗ này. Đây là cái tâm tư của những đức đó nghe. Còn hai đạo tràng bên kia là chương trình lễ lọc đồ kia thoải mái gì, nó rộng thênh thang bao la đại hải. Rồi lớp đạo làm con bên kia luôn, những đức áp dụng bên kia hết. Còn đạo tràng này phải một đạo tràng chuyên tu. Bên kia tất cả những người phục vụ bên kia nhiệt tình phục vụ Tam Bảo. Những người nào có tâm quyết, tuổi già yếu, đem về đây để người ta được bổ túc ở trong đây, để mà niệm Phật biết ngày giờ giảng sanh. Phải như vậy đó, phải như vậy đó. Thì cái việc đi tu nó mới có kết quả. Nếu không nó cứ lao theo phục vụ, phục vụ, phục vụ, phục vụ, rồi cuối cùng nó sạc cái tâm này, rồi uổng cái tâm ban đầu khi phát, uổng quá. Bây giờ mình làm thành như vậy, người ta không có trách mình vì người ta phục vụ. Người ta muốn chuyên tu luôn thì người ta vẫn có một nơi chuyên tu luôn, quý vị. Đó, đó, những đức nói những vị chủ trì trong chùa phải có một cái tâm như vậy đó. Mình mới cảm thấy rằng hết lòng với những con người mà người ta phát tâm vô chùa, người ta tu giải thoát, quý vị à. Chứ đừng có nói mà cái chuyện phục vụ này, biết rằng là nó tốt, nhưng mà nó quá đông người, nó làm giết rồi nó sạc cái tâm ban đầu luôn. Khó ai giữ được tâm ban đầu, nên chư tổ sư mới nói cái câu là giữ tâm như thở ban đầu, một đời dư thành Phật. Mà ít ai giữ được cái tâm ban đầu. Quý vị biết rằng những đức cũng là phàm phu, nhờ những đức ít đi đâu. Những đức nắm cái cách niệm Phật, những đức đã thấy cái kết quả 11 năm. 11 năm niệm Phật rồi, những đức có đi đâu đâu. Bao nhiêu người rủ những đức đi qua bên Tịnh Tông nước ngoài này kia, những đức nói không, không đi. Đi làm gì? Cũng là niệm Phật, hòa thượng cũng dạy niệm Phật, tôi niệm Phật, gặp hòa thượng cũng phiên niệm Phật à. Đọc sách của Ấn Tổ nói rõ ràng mà. Đến thăm Ấn Tổ nói thôi về đi, ta đã dạy niệm Phật rồi, không lo niệm Phật, đến đây hỏi thăm cái gì. Sợ là quý vị không lo tu á, nó ngán ngẩm rồi thích đi đầu này đầu kia mà không chịu kiểm qua cái tâm mình đó, không chịu lo dụng công. Quý vị coi những đức đưa ra một phương pháp tu, quý vị coi phải quá phù hợp không? Chỉ có 1 tiếng 10 phút niệm Phật, lễ Phật ở nhà, hai thờ cả ngày bấm số niệm Phật, cứ niệm Phật đi sẽ thấy kết quả của nó. Chính những đức nè, điển hình rõ ràng là không có đi đâu nè, không học ai, không biết cái gì, chỉ có nghe pháp qua Hòa Thượng Tịnh Không, rồi gần gũi thầy Giác Nhà ngày xưa trên kia, chỉ có như vậy thôi, rồi xong là cứ hành đạo, cứ niệm Phật và tin nhân quả, từ 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 từ, từ một kẻ phàm phu lọc cái tâm từ 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 từ, thì tức khắc nó hiển lộ tự tánh. Phải có thời gian chứ. Còn bây giờ chúng ta phần nhiều là muốn mì ăn liền, không niệm Phật công đức, niệm 2-3 tháng, sao niệm 2-3 tháng nay mà không thấy cái gì? Thấy cái gì? Thấy cái gì? Thấy mỗi ngày niệm Phật được thôi, đòi cái gì? Chắc là muốn hào quang sẹt sẹt đồ, thấy Phật hiện thân đồ. Thôi cái chuyện này không nên nói, nghe không? Cái việc này miễn bàn. Phật pháp là xác thực trong cuộc sống, chứ không nói như vậy. Có nói vòng vo mấy chuyện đó, có nói thằng thông sẹt sẹt gì chứ nghe. Con người sanh là chết, có sanh là có tử. Phật đã nói sanh, già, bệnh và chết, ai cũng đi vào trạng thái này. Vậy thì con người ai cũng già, ai cũng bệnh và ai cũng chết, không ai mà sống hoài được. Con người chúng ta cần leo cây thì phải tự leo lên cây, đi xuống thì phải đi xuống từ từ. Chứ không có cái chuyện mà đứng ở dưới gốc cây mà nhảy lên trên đọt cây. Không có cái chuyện này. Trong thời Đức Phật còn tại thế có thần thông mà Đức Phật cũng không cho đệ tử hiển lộ thần thông. Chỉ có Tôn giả Mục Kiền Liên là cái nhân viên đặc biệt là thu phục ngoại đạo, nên Đức Phật còn châm chế cho Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông để mà thu phục ngoại đạo, để dẫn dắt đi vô trong đạo của Phật thôi. Chứ ngoài ra những đệ tử khác dùng thần thông Đức Phật không cho. Vì sao? Vì ma có thể dùng thần thông, nên Đức Phật cấm đệ tử dùng thần thông mà nói về những cái chuyện mà để mà lè mắt thiên hạ. Phật không cho nói như vậy. Phật dạy nói thật, nói thiệt, nói nhiệt tình, đều là đem đạo pháp hướng dẫn người ta nghe không nghe thôi. Mình phải chân thật như vậy đó.
Phật dạy như vậy vì sao? Vì ma nó không có thật như Phật, nên Phật dạy đệ tử là thật. Mình làm thật thì nhất định lâu ngày có cảm ứng. Còn nếu như mình làm giả, học theo ma, thì cuối cùng mình đi vô con đường tà, hiểu không? Nó nên bây giờ quý vị coi Phật Pháp bây giờ là quá hình thức rồi. Hình thức giết rồi, nó biến chất luôn rồi. Nó không còn Phật Pháp phong phú nữa đâu, biến chất rồi. Quý vị phải nhớ rằng Phật Pháp là một nền giáo dục chí thiện, nó không phải là một cái hình thức lè mắt thiên hạ để kiếm giác đâu quý vị à. Không phải dùng mọi cách để kiếm giác qua Phật Pháp đâu. Nó bây giờ những đức nói thật như vậy đó, có kêu ai cúng dường tiền không? Vậy thì 600 con người này ở đây sống làm sao? Không lẽ người ta không cúng mà sao có cuộc sống? Những đứa có kinh doanh gì đâu mà vậy mà những đứa cũng dư tiền, có thiếu đâu. Dư, nó dư sợ gì? Tôi có kêu ai đưa tiền đâu mà tôi sợ. Nói đây cho quý vị thấy Phật Pháp là tự tại không? Vô cùng là tự tại, quý vị có đi tìm cũng không tìm được nhiều đâu. Nếu những đứa có khéo miệng, khéo mồm đi xin Phật tử, những đứa cũng không đủ tiền nuôi mấy bà già nữa. Chỉ có chân thật khuyên người ta niệm Phật thì nhất định đầy đủ tự tại. 11 năm đi tu cảm thấy rằng trong Phật Pháp kẻ phàm phu này ít gì cũng làm được một chút xíu, một cọng lông trong Phật Pháp, chỉ làm được đúng cái chỗ, chưa từng xin xỏ ai một cắt bạc nào, cũng không thăng một Phật tử nào luôn. Chúng ta về đây đều là quyến thuộc cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc, chứ không có thân duyên với ai chứ nghe. Cái đây là rõ ràng, nếu không làm được như vậy làm sao nói mạnh dạn gì? Thân là phiền phức. Tại vì sao? Có thân là có hạn. Thân mau thì mau xa nhau. Thà đừng thân mà sống lâu dài. Chung chung thôi, đến với nhau chân thật thôi, chứ đừng có cái ban đầu vừa gặp nhau mà nó lấy lòng nhanh quá. Sống ở thế gian này có kinh nghiệm, vừa gặp ai mà lấy lòng nhanh quá thì nên tự lui lại một chút đi, đừng có chạy tới nha. Vì người này lấy lòng nhanh quá thì cái sức lấy lòng của người này là giả chứ không thật. Cái người thật rất chậm về cái mặt vừa gặp nhau. Có khi vừa gặp nhau nó sốc sốc, quý vị thấy bực bội người này ghê lắm, nhưng mà lâu dài rồi quý vị sẽ có cảm giác. Còn cái người mà vừa gặp mà cho quý vị cảm giác liền thì nó sẽ mau hết cảm giác đó bạn ơi. Nhớ đó, kinh nghiệm sống đi. Nên có những người biết những đức 5-6 năm nay, họ gặp những đức họ nói cứ là như vậy. Những đức hỏi như vậy là như thế nào? Cứ là như vậy, cứ ai với đạo Phật, cứ ai với đạo Phật, gặp nhau cứ ai với đạo Phật, gặp nhau cứ chắp tay ai với đạo Phật, 5-6 năm gặp nhau cũng chắp tay ai với đạo Phật. Lâu quá con không đến thầy, thầy có để ý là con không đến đây không thầy? Những đức nó để ý con chi vậy? Con không đến thì thôi, con có việc thì con không đến thôi. Không, con đi đến chùa khác, nhưng con có đi chùa nào thì cô đi, cái chuyện của cô chứ. Chứ những đức quan tâm chi cái chuyện đó của cô? Cô muốn đi đâu cô đi chứ, cái chuyện những đức mà những đức lo chưa xong đi quan tâm chuyện của cô làm chi cho nó mệt. Những đức đã không xài điện thoại, đã không bao giờ biết số điện thoại của ai, những đức cũng không biết nhà ai cả. Tất cả Phật tử ở đây những đức không biết nhà ai hết chưa? Ở xa, ở gần, ở kế bên đây những đức không biết nhà ai luôn nữa. Đây là nói 100% không biết nhà ai hết. Đi xuống đây thì biết hộ pháp, đi qua Đại Tùng Lâm thì biết Đại Tùng Lâm, biết chùa kế bên không? Không luôn. Không đến chùa kế bên luôn. Tôi chỉ lo ở chùa mình cho tốt, vậy thôi. Quý vị lo chùa quý vị cho tốt đi. Còn Phật tử về đây chúng ta đem Phật Pháp chia sẻ. Nếu như quý vị có thể không đi nhiều chuyện, khi rảnh ở nhà niệm Phật, quét nhà mình cho tốt, vậy thì quý vị học Phật ai mà không thích quý vị? Chồng nào mà chửi mình học Phật mà cứ xách giỏ đi hoài, với thằng chồng nó tức lên có ngày nó quýnh phù mỏ. Ai mà không tức như vậy? Đi hoài đi đâu ạ? À? Học Phật mà thấy ai đẹp trai cũng thích đi theo, thua. Trời ơi, học Phật mà học như vậy là thua rồi. Nên những đức xấu quắc có ai đâu đi theo, khỏe re, nhìn như con ma lè, ai đi theo cái miệng bự chà bá, cái lỗ mũi mũi trâu, tướng đi hai hàng, ai mà ham. Nên người ta chỉ đến đây nghe Phật Pháp thôi, có đi ngang người ta cũng nhìn, ai chỉ đạp Phật.
Gặp mà bóng bẫy ngon lành nó cũng chạy theo ào ào ào, đúng không? Ai mà đi làm gì cho nó cực chi trời. Một mình dễ đi hơn. Trong ngày lễ lọc những đức đi xẹt 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 xẹt, người gặp chắp tay ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, mấy chú đi theo những đức này đâu, đâu đi đâu à? Đi theo thầy, theo chi? Đi theo thầy cần cái gì kêu nó khỏi đi, tôi cần cái gì tôi tự làm. Tôi không làm thì tôi làm chuyện của tôi đi mình, tôi đi xẹt xẹt vậy được không? Đi như bay vậy. Coi cô kia đi bộ chạy theo những đức té gãy cái găng. Những đức đi nhanh dữ lắm, đi như bay vậy đó, xẹt 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 cái đi lủi 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 cây cối lủi 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 đó. Còn đi vô cái chỗ đông người như đức xẹt 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 xẹt, bà đã đứng ngang đường xẹt qua bên xẹt, mấy bà cũng nói trời thôi thầy đi thiết ghê trời. Tôi quen rồi, ngày xưa đi móc lúa mà lụm lúa mà lụm không nhanh thì sao được. Từng đi cấy đậu mướn quý vị, có một cái bang á đi cấy đậu mướn mười mấy người, nếu mà cấy chậm quá thì người ta không cho mình vô bang đó, phải cấy nhanh, cấy đậu á văng cái hàng dây gì đó, cấy sạch 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 kia. Mướn mình thuê nguyên một khu đất khoảng cỡ mẫu hai mẫu vậy đó, cấy xong rồi bắt đầu lấy được tiền chia ra thì những cái người trong đó phải cấy giỏi, thấy không? Nó làm cái gì cũng phải nhạy bén chứ. Bây giờ đi tu cũng vậy, phải nhạy bén, nghe không? Nói chuyện cũng nói rõ ràng, dễ làm, ai cũng nghe được, ai cũng làm được. Phương pháp tu chỉ cần gặp qua một lần là biết cách tu. Bấm số, không có phương pháp gì hết. Ai mà không bấm được, tất cả người trong đây chỉ sợ vì không bấm thôi. Những đức đi đâu cũng bấm số niệm Phật, đi đâu cũng cầm cái máy này chứ. Không cầm điện thoại gì đâu, có xài điện thoại đâu cầm điện thoại. Nên cầm cái máy bấm số. Phương pháp làm sao? Ai di đà Phật bấm, ai di đà Phật bấm. Con nít cũng bấm được. Một phương pháp mà già, trẻ, bé, lớn, mới đẻ thì chưa cầm được. Biết bò cầm được là bấm được. Chứ vị biết thấy tiện chưa? Phương pháp mà ai cũng làm được hết trơn á. Còn vị coi những đức cúng thí thực, quý vị coi gọn không? Gọn hơn. Không sanh quý vị coi. Khỏe re, ai cũng làm được hết. Không có làm cái mà người ta không làm được. Mình muốn làm cái độc quyền mà người ta không làm được gì. Mình muốn chiếm hữu cái gì mà mình mới làm cái lạ, cái khó để người ta làm theo không được. Còn mình muốn cho ai cũng làm được, nên mình làm cái dễ nhất để hướng dẫn người ai cũng tu được. Nên nó từ nơi đó quý vị biết rằng Pháp Môn Tịnh Độ này tuyệt, tuyệt vời, không? Quá đặc biệt. Nên nó nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị khi nghe Pháp Môn Tịnh Độ có lòng tin kiên cố, ở nhà có chiếc máy nghe Pháp và có những thờ khóa tu trong chiếc máy nghe Pháp, sáng tối lễ Phật niệm Phật hai thờ, cả ngày bấm số niệm Phật, cả đời không thay đổi, tín nguyện vững chắc khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. Dạ, A Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.